Bạn có biết là Spa Room đã có group dành cho người trong môn nghề chưa? Đây là nơi bạn được thỏa sức học hỏi và chia sẻ kỹ năng, được gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện và tâm sự chuyện ngành, cùng vô vàn những điều hấp dẫn đang chờ đợi bạn. Hãy tham gia group ngày hôm nay. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Adolf Hitler có lẽ là một nhân vật đã quá nổi tiếng rồi, nhưng mà không ai có thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Thế nên bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Joseph Goebbels, một trợ thủ đắc lực của Adolf Hitler. Bài viết này được viết bởi tác giả Minh HD và mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bài viết này nhé. Adolf Hitler là một nhân vật gây nên nhiều tranh cãi, vẫn nổi tiếng nhất về những tội ác gây ra đối với nhân loại. Tuy vậy, phải thừa nhận một cách công bằng rằng chính quyền Đức Quốc xã là tập hợp của những con người thiên tài bị sử dụng sai mục đích. Nổi bật nhất trong số đó là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, cánh tay phải đắc lực của Quốc trưởng Hitler, Paul Joseph Goebbels. Là một kẻ bài trừ người Do Thái cực đoan, ông được biết tới với những bài diễn văn trước công chúng Đức. Goebbels ủng hộ việc tận diệt người Do Thái và góp một phần không nhỏ gây nên vụ diệt chủng Holocaust trong Thế chiến thứ hai. Vậy điều gì làm nên một kẻ có khả năng thuyết phục cả một quốc gia đồng lòng đi theo chủ nghĩa phát xít? Joseph Goebbels sinh vào ngày 29 tháng 10 năm 1897 tại Aurich, Đức. Cha là công nhân, còn mẹ làm công việc nội trợ, chăm sóc Goebbels và 4 người anh em khác trong gia đình. Gia cảnh dù khốn khó, nhưng hắn vẫn được gia đình lo liệu để có được sự học hành chu đáo. Ngay từ nhỏ, Goebbels đã có những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Đau ốm và bệnh tật đeo bám hắn liên miên, trong đó có một đợt viêm phổi kéo dài. Đặc biệt, bàn chân phải của hắn bị dị tật bẩm sinh, quẹo vào trong, dày và ngắn hơn chân bên trái. Mặc dù đã được trải qua điều trị để có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề này trước khi nhập học cấp 1, nhưng y học thời đó không cho phép điều ấy thành công. Hắn phải đeo một vật dụng bằng kim loại ở chân để có thể thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Theo thời gian, cơ thể phát triển, việc hỗ trợ cho chiếc chân phải càng ngày càng trở nên khó khăn vì độ dài của hai chân càng ngày càng bị nới rộng. Hệ quả là Goebbels phải đi khập khiễng và làm bạn với chiếc gậy cho tới cuối đời. Đây cũng là lý do khiến cho Goebbels không thể phục vụ quân đội ở Đức trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất. Vì thể trạng của bản thân, Joseph Goebbels trưởng thành với quan niệm thù địch về thế giới, luôn cho rằng cuộc đời không công bằng với hắn. Hắn quyết định dành hầu hết tất cả thời gian của mình vào việc học hành và phát triển tài năng của bản thân, liên tục đạt được điểm số và thành tích cao ở trên lớp. Cha mẹ của Goebbels bắt đầu kỳ vọng vào con trai của mình và muốn hắn trở thành một linh mục công giáo. Bản thân Goebbels cũng đã cân nhắc về điều này. Nhưng tham vọng của hắn còn to lớn hơn vậy. Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về văn học và lịch sử tại nhiều trường đại học khác nhau, bao gồm Wurzburg, Freiburg và Munich. Bởi vậy, hắn đã có được học bổng và nhập học tại trường đại học Heidelberg. Tiếp tục kiên trì trong khoảng thời gian đó giúp hắn có được một bằng tiến sĩ triết học vào năm 1921. Từ đây, hắn hoàn toàn không có chú tâm gì tới tôn giáo nữa. Hắn bắt đầu viết về những triết lý cá nhân, về một thế giới lý tưởng theo hướng tiêu cực một cách cực đoan và tự coi mình như một triết gia vĩ đại. Hắn thậm chí đã lập hẳn một nhà xuất bản để sản xuất những cuốn sách truyền tải lý tưởng cực đoan. Nhưng chẳng ai thèm để tâm. Joseph Goebbels là một kẻ luôn tìm kiếm sự chú ý và công nhận. Thất bại này gần như đã đánh gục mục đích sống của hắn. Bất định hướng, không tiền tài, Joseph Goebbels đã tìm tới sự cứu rỗi của chủ nghĩa phát xít và của Adolf Hitler. Hắn gia nhập Nazi vào năm 1924. Là một phần của Nazi, Goebbels đã thực sự có được sự công nhận mà mình muốn, tìm được cộng đồng những người sẵn sàng nguyện đọc những tác phẩm cực đoan của mình. Những người này cho rằng Goebbels làm rất tốt trong việc tạo ra những sản phẩm truyền bá tư tưởng phát xít, góp phần mở rộng đảng Nazi và là nguyên nhân chủ yếu khiến Adolf Hitler được tín nhiệm. Khi đạt được quyền lực, Hitler đã chỉ định Goebbels là bộ trưởng bộ giác ngộ quần chúng và tuyên truyền của Đức Quốc xã. Vốn là người thất nghiệp, quyết định của Hitler đã thay đổi vĩnh viễn cuộc sống của Joseph Goebbels. Bỗng nhiên, hắn tìm được mục tiêu sống của mình và xem Adolf Hitler như một người bạn tri kỷ. Quay trở lại sự nghiệp tẩy não người dân Đức của Joseph Goebbels, hắn có quyền được tiêu hủy mọi sản phẩm truyền thông đối lập với chủ nghĩa phát xít. Mặt khác, hắn khởi tạo và sản xuất các tác phẩm truyền thông khác để lấp đầy chỗ trống mà hắn tạo nên. Một trong những cách hiệu quả nhất để chạm tới cảm xúc của xã hội là thông qua phim ảnh. Ngay lập tức, Joseph Goebbels đã thâu tóm hãng phim lớn nhất của Đức lúc bấy giờ trên danh nghĩa của chính quyền Nazi. Đây là hãng phim có tầm ảnh hưởng rộng trên khắp thế giới vì sản xuất những bộ phim câm tuyệt hảo có giá trị cho tới tận ngày nay, như là Metropolis vào năm 1927. Hitler phần nào can thiệp vào việc phát hành các tác phẩm ngoại địa và cấm người dân Đức được tiếp cận với nó.
mặc dù Hitler và Goebbels là những người rất yêu thích phim ảnh, vì vậy hắn đã cất giữ những bộ phim đó cho riêng mình. Goebbels muốn tất cả những người làm phim và khán giả thưởng thức phim nội địa cần phải trung thành với Hitler và tư tưởng phát xít. Những người thuộc chủng Do Thái hay những người chống đối sẽ bị vào danh sách đen, cấm khỏi việc làm phim ở chính phủ, bị cưỡng chế trục xuất khỏi Đức, hay một vài trường hợp tệ hơn là tự sát. Vì vậy, ngoại trừ những thành viên thuộc Nazi, những người khác bắt buộc phải tham gia thực hiện các sản phẩm mà mục tiêu duy nhất là để tẩy não, tuyên truyền tư tưởng phát xít. Các bộ phim đều được thực hiện một cách khéo léo để thuyết phục người dân Đức thay đổi ý kiến cho phù hợp với các chính sách của chính phủ Nazi. Ngoài ra, có một vài hành động của hắn mà các sử gia ngày nay cho rằng được thực hiện bởi động cơ ganh đua và ghen tức. Goebbels ra lệnh tiêu hủy một lượng lớn sách đến từ các tác giả nhất định, một vài trong số đó là những tác phẩm khá hợp lý, như cuốn Chủ nghĩa xã hội của Karl Marx. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những tác giả khá ngẫu nhiên và không liên quan hay ảnh hưởng gì tới chính trị. Không có sự giải thích hợp lý cho việc Goebbels muốn xóa sổ những tác phẩm này ra khỏi lịch sử cả. Nhưng dù sao, những quyền hạn này cho Joseph Goebbels cảm giác thống trị, và chắc chắn là hắn thích điều đó. Goebbels cũng rất nhiều lần lạm dụng quyền lực cho nhu cầu cá nhân. Nhờ tham gia vào Nazi, Goebbels có cho mình một người vợ tên là Magda, cũng là một Nazi. Vào năm 1931, Hitler là phù rể trong đám cưới này. Trong mắt công chúng, gia đình Goebbels như một gia đình Đức điển hình với 6 đứa con. Tuy nhiên, trong giai đoạn thực hiện các bộ phim nhằm tẩy não người dân, hắn luôn được tiếp xúc với các bóng hồng, các diễn viên nữ trẻ đẹp. Và không ít lần, hắn có ý định dùng quyền lực để ép tình các cô gái này. Một trong số đó là Annie Liese Ehrlich. Cô đã có cho mình suất đóng chính trong một bộ phim của hãng UFA. Goebbels đã ngỏ ý đi dạo bằng ô tô để nói chuyện về bộ phim. Nhưng rồi, hắn đi thẳng về khu trang viên của mình. Hắn bắt đầu mời rượu và định cưỡng hiếp cô gái. Tất nhiên là nạn nhân đã chống trả quyết liệt. Trong một thời khắc, cô gái có thể chạy ra khỏi căn phòng. Goebbels đe dọa rằng sẽ đưa cô vào danh sách đen của chính phủ Nazi và cô sẽ mất hoàn toàn cơ hội để tỏa sáng. Không chần chừ, cô gái nắm lấy cơ hội của mình và đã trốn thoát. Sáng hôm sau khi tới studio, bộ phim đã bị hủy, còn bản thân cô gái sẽ bị cấm làm việc tại Đức vĩnh viễn. Joseph Goebbels thường xuyên làm điều này với phụ nữ, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ khi hắn thực sự yêu một diễn viên tên là Lida Barova. Cô là một trong những số hiếm những diễn viên trung thành với chủ nghĩa phát xít, thậm chí còn từ chối cơ hội tới Hollywood để được làm việc ở Đức. Cô tới Berlin năm 1935 và kết hôn với một nam diễn viên khác tên là Gustav Frohlich. Anh này đã chủ động ly dị vợ là một người Do Thái để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thành công của mình. Theo như lời của Lida Barova, cô cảm thấy áp lực khi ở trong mối quan hệ với cả Joseph Goebbels. Nhưng cô biết nếu mình từ chối thì khả năng rất cao những gì cô và chồng mình xây dựng sẽ đi sạch. Vì vậy, Lida đã chơi một con bài cao tay hơn. Cô thuyết phục Goebbels chạy trốn ra khỏi Đức cùng nhau. Goebbels ngay lập tức muốn ly hôn với cả Magda. Và Magda thì tới thẳng chỗ Hitler để chỉ điểm rằng Lida đang cố dụ dỗ chồng mình. Goebbels cầu xin Hitler để có được sự chấp thuận cho cuộc ly hôn, thậm chí từ bỏ quyền lực để tới Nhật Bản sinh sống. Nhưng vì vai trò của Goebbels quá lớn với Đức Quốc xã, tất nhiên câu trả lời của Hitler là đéo. Dù là một trong những kẻ cầm quyền lớn nhất trong bộ máy chính phủ, nhưng Goebbels suy cho cùng cũng chỉ là kẻ chịu sự chi phối bởi quyền lực của Hitler. Hitler và Goebbels đã có một cuộc đấu khẩu lớn về việc này và bị chứng kiến bởi rất nhiều người khác. Sau cùng, Hitler cho Goebbels 3 tháng để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng, nếu không được thì hắn mới được chấp thuận ly hôn. Còn về phía Lida Barova, cô được Hitler cho vé một chiều và phải rời khỏi Đức trong 24 tiếng đồng hồ. Sau vụ việc này, Joseph Goebbels đã không còn nhận được sự tín nhiệm của Hitler nữa. Vừa bị vợ ghét, vừa mất đi nhân tình, vừa bị xếp dỗi, Goebbels bị đẩy vào quãng thời kỳ khó khăn nhất của đời mình. Để có lại được vị trí và sự tin tưởng của Hitler, Goebbels cần làm một điều gì đó có tầm ảnh hưởng cực lớn. Và điều mà hắn sẽ thực hiện có tầm ảnh hưởng lớn thật, đó là cuộc đại thanh lọc sắc tộc nhằm tận diệt người Do Thái, hay còn được biết tới là The Holocaust. Năm 1939, Goebbels công bố một tin giả trên báo về một người dân Đức bị sát hại bởi một người Do Thái ở Paris. Sau đó là một vài bài phát ngôn tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng. Cùng năm đó, Goebbels đã cùng một nhóm làm phim sang Ba Lan để dàn dựng một bộ phim tài liệu về người Do Thái. Những thước phim mô tả người Do Thái ở trong những túp lều lùm xùm, mặt mày bầm dập, ăn mặc rách nát, mang trong mình đủ thứ dịch bệnh. Hắn sử dụng bộ phim đó để thuyết phục người Đức rằng người Do Thái tự chọn cách sống như vậy. Họ là một chủng tộc ung nhọt trong xã hội,
nếu họ giành chiến thắng trong chiến tranh, họ sẽ bắt người Đức phải sống trong tình cảnh như vậy. Vì thế mà chủng tộc Do Thái cần phải bị tận diệt. Bộ phim được người Đức đón nhận nhiệt liệt. Mọi nỗ lực của Joseph Goebbels đều đã được đền đáp khi mà mối thù chung với chủng tộc Do Thái đủ lớn để hàn gắn mối quan hệ giữa hắn và Hitler. Nhưng kèm theo đó là sinh mạng của hàng triệu người dân Do Thái trên toàn châu Âu. Tới lúc này, Hitler lại càng tin tưởng Goebbels hơn trong những quyết định mang tính chiến lược trong chính phủ. Và thậm chí hắn còn có nhiều quyền lực hơn cả trước khi mâu thuẫn với cả Hitler. Hitler không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nữa mà cho phép Goebbels phát biểu thay mặt hắn. Hitler còn trao cơ hội cho Goebbels được quyền phát động chiến tranh. Năm 1941, Goebbels thông báo với toàn thể người dân Đức rằng chính phủ sẽ phát động chiến tranh với Liên Xô. Để thuyết phục người dân đồng lòng, hắn sử dụng lại bánh cũ khi khơi lên sự căm ghét chủng tộc Do Thái. Tuyên truyền rằng đảng Bolshevik bị giật dây bởi người Do Thái và việc phát động chiến tranh là cần thiết. Hắn đứng trước một đám đông hàng trăm ngàn người tại một sân vận động ở Berlin, triển khai một cuộc chiến tranh toàn diện, Total War. Bài phát biểu này đã kết thúc trong một tràng pháo tay rung trời của người dân Đức, khẳng định tài năng thao túng tư tưởng xã hội của Joseph Goebbels. Như chúng ta đã biết, cuộc tiến công vào Nga đã dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Nazi. Quân Đức Quốc xã không chống lại được cái lạnh của mùa đông nước Nga, kèm theo đó là sự kiện Hoa Kỳ đã tham gia vào khối đồng minh để chống lại phe trục. Ý đổi phe và cục diện chiến tranh đã được định đoạt. Biết rằng mình đã thua cuộc, Adolf Hitler đã trao ghế thủ tướng lại cho Joseph Goebbels, muốn hắn điều hành đất nước khi quân đồng minh bắt đầu tiến công vào Đức. Rồi Hitler xuống bon ke của mình và tự sát cùng người vợ mới cưới. Goebbels trung thành với Hitler tới mức từ chối sống tiếp nếu không có hắn. Ngày tiếp theo, Goebbels bảo gia đình tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo đẹp nhất rồi cùng xuống bon ke của Đức Quốc xã. Sau đó hắn cùng vợ đầu độc cả 6 đứa con. Goebbels dùng súng bắn vào ngực vợ rồi cũng tự mình găm một viên đạn vào tim. Kết thúc cuộc đời của kẻ thao túng tư tưởng của cả một quốc gia. Và đó là toàn bộ những gì chúng ta cần biết về Joseph Goebbels. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!